Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Vào hồi 0 giờ 55 phút ngày 25 tháng 9, Trung tá Đặng Văn Việt, người từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho đội quân viễn chinh Pháp với biệt danh Hùm Xám Đường số 4, đã tạ thế. Dù cả một đời chỉ mang trên mình quân hàm trung tá, lại chịu nhiều trái ngang trong cuộc sống. Tuy vậy, vượt qua sự bất đắc chí, trung tá vẫn sống và cống hiến hết mình cho đời trong cả lĩnh vực quân sự lẫn văn học nghệ thuật. Dưới trướng của ông, nhiều tướng tá cấp cao của quân đội Việt Nam đã được phát hiện và trau dồi, để rồi chính họ về sau, cùng với ông và thay ông, đã trở thành những quân nhân góp phần đưa Việt Nam bước ra khỏi thế kỷ 20 trong vinh quang. Một vọng tộc yêu nước. Đặng Văn Việt sinh tháng 3 năm 1920, người làng Nho Lâm, xã Diên Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông sinh ra trong một gia đình vọng tộc, có gia thế và vang danh trong suốt chiều dài lịch sử. Tổ tiên của ông là danh tướng Đặng Tất, Đặng Dung thời hậu Trần. Ông nội của ông là Đình Nguyên Hoàng Giáp Đặng Văn Thụy, khoa Giáp Thìn năm 1904, từng làm tế tử tại Quốc Tử Giám. Bà nội của ông là bà Cao Thị Bích, con gái của Đông Các đại học sĩ Cao Xuân Dục. Cha ông là phó bảng Đặng Văn Hướng, khoa Kỷ Mùi năm 1919, là tham tri bộ hình triều đình nhà Nguyễn, tổng đốc Nghệ An thuộc chính phủ Trần Trọng Kim. Từ năm 1947, ông Hướng là quốc vụ khanh đặc trách công tác ở ba tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh trong chính phủ Hồ Chí Minh. Mẹ của ông là bà Hoàng Thị Hiến, con gái đầu của cụ Hoàng Đạo Phương. Cụ Phương là anh ruột của học giả Hoàng Đạo Thúy. Hai người dì đều lấy những nhân vật nổi tiếng như bà Hoàng Thị Hảo lấy ông Trịnh Văn Bính, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, hay bà Hoàng Thị Minh Hồ lấy thương gia Trịnh Văn Bô, chủ ngôi nhà 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản tuyên ngôn độc lập. Ông thì lại còn là cậu bên vợ của nhà tình báo Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc, một gia thế lẫy lừng khiến bất kỳ ai cũng phải kiêng nể khi nghe về ông. Ông theo học tại trường Quốc học Huế. Một thời gian, khi cha ông sang Pháp công tác, ông theo học 4 năm tại trường Lycée de la Providence. Sau khi về nước, ông học thêm 4 năm nữa tại trường Trung học Khải Định. Sau khi đỗ tú tài toàn phần năm 1942, ông ra Hà Nội học trường Cao đẳng Y khoa Đông Dương. Ông có tiếng là một tay chơi tennis, đua xe đạp, đá bóng có tiếng từ những năm 1940. Đẹp trai, tài hoa và con nhà quyền thế. Thế nhưng, ông quyết định bỏ lại tất cả để đi theo cách mạng. Tháng 3 năm 1945, ông đang là sinh viên năm 3, Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương, trường y khoa phải đóng cửa. Giáo sư Tạ Quang Bửu và luật sư Phan Anh, hai thành viên trong chính phủ Trần Trọng Kim, lấy cớ hợp pháp cần đào tạo gấp công chức cho chính phủ, đã thành lập trường thanh niên tiền tuyến và giao cho ông Phan Tử Lăng làm hiệu trưởng, thực chất là đào tạo gấp cán bộ cách mạng, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa ở Trung Kỳ. Vậy là 43 học sinh, sinh viên từ Hà Nội về đã nhập trường, tham gia tổ Việt Minh bí mật trong lớp học. Nhiều vị tướng tương lai của quân đội Việt Nam là bạn học của ông tại đây như Cao Văn Khánh, Cao Pha, Phan Hàm, Võ Quang Hồ, Đào Văn Liêu, Nguyễn Thế Lâm, Đoàn Huyền, v.v. Từ nòng cốt của trường, lực lượng vũ trang ở Huế được thành lập và Đặng Văn Việt là B trưởng, tức trung đội trưởng B1. Nhà trường chỉ đào tạo trong 3 tháng, thế nhưng 43 học viên này đã trở thành nòng cốt cho tổng khởi nghĩa ở Huế vào ngày 23 tháng 8 năm 1945. Người kéo cờ đỏ sao vàng lên kỳ đài Huế. Sáng ngày 20 tháng 8 năm 1945, Đặng Văn Việt nhận tin mật, mời đến một địa điểm gần Nam Giao gặp đồng chí Trần Hữu Dực. Khi gặp, ông Dực giao cho Đặng Văn Việt một lá cờ tổ quốc to gần bằng cả gian nhà, về sau mới biết nó rộng khoảng 100m2, và nói: "Tôi giao cho đồng chí lá cờ đỏ sao vàng, đồng chí có nhiệm vụ treo lên cột cờ lớn trước cửa ngọ môn vào sáng ngày 21 tháng 8. Hiểu rằng đây là một mệnh lệnh của cấp trên, Đặng Văn Việt cuộn tròn lá cờ rộng 100m2 vào bao tải, rồi buộc sau xe đạp đi về trường thanh niên tiền tuyến. Không khí cách mạng của Việt Minh đang sôi sục, chàng sinh viên ngẫm nghĩ mình phải làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này. Về trường, Đặng Văn Việt được anh Lâm Kèn, tổ trưởng tổ Việt Minh, huy động thêm Nguyễn Thế Lương, sau này là thiếu tướng Cao Pha, cục trưởng cục 2 Bộ Quốc phòng, cùng đi treo cờ với ông. Tổ Việt Minh cho hai người mượn khẩu súng Barilet với 6 viên đạn để tăng uy thế trước phản ứng của lính cận vệ Hoàng gia. Rạng sáng ngày 21 tháng 8, Đặng Văn Việt và Cao Pha đóng bộ ghệt bóng lộn, đầu đội mũ calo, chân đi giày da, khẩu Barilet thì đeo sệ bên hông.
lá cờ vừa to vừa nặng. Hai người kỳ cạch đẩy xe khoảng 2 km thì tới được chân cột cờ Huế. Anh Cao Pha dừng lại bảo vệ lá cờ, còn tôi băng lên gặp thầy đội chỉ huy đội bảo vệ cờ của triều đình, gồm có 12 lính dõng và 12 khẩu mút cơ tông, thông báo: theo lệnh của Ủy ban Kháng chiến Trung Bộ, chúng tôi có nhiệm vụ treo cờ cách mạng thay cờ quẻ lì, các ông hãy giúp chúng tôi thực thi nhiệm vụ. Trước áp lực và khí thế cách mạng, thầy đội đã gọi tôi bằng ngài và nói: dạ, các ngài cứ ra lệnh. Ông Việt nhớ lại. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, sau 3 ngày treo cờ, khi ông đang đứng trên cửa ngọ môn dự lễ của vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị và trao ấn tín, kiếm báu cho chính quyền cách mạng, thì một thầy đội nói thầm vừa đủ nghe: hôm hai ông chở cờ đến, một đại đội cảnh vệ hoàng gia nằm dọc theo thành của ngọ môn Huế, 120 mũ súng đã chĩa thẳng vào hai ông. Tôi xin phép nhà vua cho bóp cò. Bảo Đại lúng túng hỏi nhỏ hoàng hậu Nam Phương: răng chứ? Hoàng hậu Nam Phương đáp ngay: ngài rành sử chắc biết vua Louis 16 và Maria Antonia chỉ vì cho phép lính bắn vào người của cách mạng năm 1789, mà sau đó cả hai đã bị chém đầu. Bảo Đại kêu lên: chớ chớ, không được bắn, các người mà bóc cò thì chấm chết trước đó. Nhờ lệnh ấy mà hai ông thoát chết. Trong không khí cách mạng tháng 8, 43 sinh viên Việt Minh của trường thanh niên tiền tuyến đã trở thành 43 ngự lâm quân với súng mút cơ tông đi giải giáp lực lượng lính khố xanh, khố đỏ, khố vàng, tiếp nhận các kho vũ khí của triều đình Huế, của Pháp và Nhật. Họ là cán bộ quân sự đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế, nguồn bổ sung cho các đơn vị quân đội của ta trong kháng chiến chống Pháp sau này. Từng bước tiến bộ. Trận đánh đầu tiên trong đời binh nghiệp của ông là cùng nhóm sinh viên Việt Minh bắt sống phái bộ quân sự Pháp gồm 1 quan tư, 1 quan ba, 2 quan hai và 6 lính nhảy dù tại địa bàn xã Hiền Sĩ, cách phía bắc kinh thành Huế 25 km. Ông hài hước kể lại câu chuyện chia chiến lợi phẩm của trận đó: chiếc ba lô chiến lợi phẩm trận đầu tiên đó sau này tôi tặng cho cậu cần vụ trên chiến dịch biên giới, còn khẩu Browning thì tôi dùng cho đến khi chuyển về làm công tác nghiên cứu tại Bộ Tổng Tham mưu. Tiếp theo là những bước xoay chuyển liên tục bởi những diễn biến gây cấn của lực lượng thù địch, nhất là khi Pháp tung quân xuống mặt trận Lào. Lúc đó, Ủy ban Kháng chiến Trung Bộ chỉ định Trung đội trưởng Giải phóng quân Huế Đặng Văn Việt làm chỉ huy trưởng mặt trận đường số 9 với gần 300 quân. Đang chốt ở trên mặt trận đường 9, Đặng Văn Việt được lệnh chuyển sang mặt trận đường 7, vừa đánh Pháp, vừa đánh Phỉ đang nổi lên. Ông kể: hồi đó, nhận lệnh là lên đường đi, chứ không nề hà gì chuyện ăn cơm gạo hấp với cà mắm, rau thái, từ quả mít non. Bỗng một trận sốt rét hành hạ, bụng phình to kềnh càng đến nỗi không ngồi được, nên tôi phải rời Mường Xén, huyện rẻo cao Kỳ Sơn, Nghệ An để về Hà Nội điều trị. Biết ông vốn là một sinh viên trường y, Đặng Văn Việt vừa ra viện thì cục quân y điều lên làm quân y sĩ ở trên mặt trận Đồng Đăng. Đây là thời điểm mà Pháp đã chiếm được Lạng Sơn năm 1947. Thế nhưng chỉ được vài tháng thì người lính đa năng này lại được điều về làm nghiên cứu thuộc phòng tác chiến Bộ Tổng Tham mưu. Tối ngày 25 tháng 10 năm 1947, bên hang đá le lói ánh đèn con, Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái triệu tập một cuộc họp cán bộ từ trưởng ban trở lên để phân tích tình hình thời sự nóng bỏng và nêu quyết tâm thực hiện chỉ thị của Trung ương và Bác Hồ, đó là phải quyết phá tan cuộc tấn công của giặc Pháp. Họp xong, ông đứng dậy chuẩn bị về lán thì anh Hoàng Văn Thái gọi lại: Việt, Việt. Ông đang đi tới thì anh Văn, tức đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhìn thân mật và nói rất gọn: cậu bàn giao công việc cho ban, 5 giờ ngày mai đi cùng tôi lên mặt trận. Tôi rập chân đứng nghiêm đáp: tuân lệnh. Anh Văn hỏi: Việt cưỡi ngựa tốt chứ? Tôi đáp tiếp: báo cáo tốt. Anh Văn nói: thế về chuẩn bị ba lô, còn ngựa tham mưu lo. Đầu năm 1947, đặc phái viên của Bộ Tổng Tham mưu Đặng Văn Việt bám sát các tiểu đoàn địa phương để khảo sát tình hình, lên kế hoạch tác chiến trên đường số 4. Khi tiểu đoàn 23, tức trung đoàn 28 Lạng Sơn sau này, chuẩn bị trận phục kích ở Cửa Tử, Bố Cùng, Lũng Vài, Đặng Văn Việt nêu nhận xét: quân Pháp toàn lính nhà nghề, đang ở thế tấn công, lực lượng vệ quốc đoàn của ta thì chưa có kiến thức quân sự, vũ khí trong tay thì hết sức thô sơ. Vậy, chúng ta phải nắm vững thuật dụng binh khi đã hiểu tâm lý kiêu ngạo của lính Lê Dương là rất coi thường khả năng tác chiến của ta. Từ đó, bố trí trận địa bằng các mũi nhọn thích hợp thì sẽ không lúng túng nếu tình huống diễn ra bất ngờ. Gợi ý này giúp tiểu đoàn bố trí 3 tuyến phục kích từ chân núi lên đỉnh núi,
nếu địch thọc sâu vào tuyến 1 thì đã có tuyến 2 đối phó. Nếu địch xuyên được tuyến 2 thì tuyến 3 trên đỉnh núi sẽ đánh vu hồi, bật địch xuống. Trận đó, sau bẫy mìn là cuộc giao chiến giữa súng trường và mút cơ tông với trung liên Brand đầu bạc, cối và tiểu liên Thompson của Pháp. Thế nhưng, phải đến khi dùng tới thế mạnh là đánh giáp lá cà từ mũi thứ 3 trên đỉnh núi tràn xuống thì mới kết thúc được trận đánh. Ta bắt được 6 lính Lê Dương, thu nhiều vũ khí, trong đó có của hiếm là khẩu cối 60mm. Rời tiểu đoàn 23, Đặng Văn Việt đến tiểu đoàn 374 bàn tác chiến khi địch đang giàn quân vận chuyển vũ khí, lương thực từ Móng Cái lên Lạng Sơn. Biết sau khi qua cửa tử Bông Lau, Lũng Phầy, địch sẽ nghỉ lại thung lũng của bản Nằm. Tôi nghĩ ngay, nếu quả thật địch nghỉ giữa lòng chảo thì chẳng khác nào thú rừng nô dưỡng dưới thung lũng, mà chúng tôi là những thợ săn bao bủa trên những ngọn đồi. Đây là một lợi thế bất ngờ cho ta vì có đủ 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Còn địch sẽ nghỉ xả hơi, thế nên sẽ chủ quan. Nhưng để chắc thắng thì Đặng Văn Việt ban tính kéo tiểu đoàn 23 sang phối hợp với tiểu đoàn 374. Hai tiểu đoàn sẽ dùng chiến lợi phẩm thu được là khẩu cối 60mm áp ngay vào đội hình của địch. Địch bị bất ngờ sẽ rơi vào thế trận được bố trí sâu rộng trong vùng rừng núi xung quanh địa hình chống dưới chân bản Nằm. Trận đó, 200 tên địch bỏ mạng, 30 lính Tây Trắng, Tây Đen vứt vũ khí đầu hàng. Gái điếm, con buôn đi theo thì chu rúc khắp bản. Sau trận bản Nằm, Bộ Tổng Tham mưu quyết định Đặng Văn Việt ở lại làm trung đoàn phó, sau đó thì làm trung đoàn trưởng trung đoàn 28 Lạng Sơn. Sau trận bố cùng Lũng Vài lần 3, quân đội thành lập lại hai trung đoàn chủ lực. Trung đoàn 209 Sông Lô do Lê Trọng Tấn làm trung đoàn trưởng, Trần Độ làm chính ủy. Trung đoàn 174 Cam Bắc Lạng do Đặng Văn Việt làm trung đoàn trưởng, đồng chí Chu Huy Mân làm chính ủy. Năm đó, người lính trận Đặng Văn Việt mới 29 tuổi. Trở thành hùm xám đường số 4. Đường số 4 dài 340 km, giống như ống thực quản khổng lồ nuôi sống hệ thống lô cốt trên biên giới Việt Trung, là gọng kìm xuyên suốt từ Đông Bắc qua cao Bắc Lạ. Giặc Pháp thiết lập tuyến đường này với tham vọng dập tắt cuộc kháng chiến của quân dân ta trong vòng 3 tháng. Bởi vậy, cả hai bên đều tìm cách khống chế. Tháng 9 năm 1949 là thời gian rất căng thẳng trên đường số 4. Bộ đội địa phương, chủ lực liên tiếp mở các trận phục kích dữ dội. Giặc Pháp gọi đường số 4 là con đường chết chóc, là con đường đẫm máu. Khi địch tính nước rút khỏi Cao Bằng thay bằng đường hàng không thì trung đoàn chủ lực 174 Cao Bắc Lạng được thành lập. Nhiệm vụ của trung đoàn là chặt đứt đường số 4. Ông Việt có một ý tưởng rất lạ là đánh trận Bồng Lầu, Lũng Phẩy lần 4 tháng 9 năm 1949 để lấy chiến công làm lễ ra mắt trung đoàn. Ông bàn với chính ủy Chu Huy Mân rồi trực tiếp dẫn lính trinh sát đi thực địa lên phương án tác chiến tại trận. Bồng Lầu, Lũng Phẩy ta đã thắng 3 lần. Vì sao trung đoàn lại chọn tiếp địa bàn này? Nên nhớ, đây là cửa tử trên đường số 4. Đánh lại cửa tử cũ là cho địch không bất ngờ nữa, mà dẫu nơi này địa hình vô cùng hiểm trở, rất hợp với một ý đồ trận đánh lớn. Năm cung lính trinh sát hàng tuần, trung đoàn trưởng Việt nắm chắc quy luật vận chuyển của địch. Địch đi thưa nhưng vận chuyển lớn, hàng trăm xe. Khi đi, chúng bố phòng chu đáo và không tiếc xả đạn, pháo. Chuyến đi từ mờ sáng, một tiểu đoàn lính Âu Phi dọn đường. Tới đèo Bông Lau, chúng rẽ trái leo lên dãy núi Khao Pia, chiếm lĩnh 11 ngọn núi để bố trí hỏa lực. Ba đại đội Lê Dương cùng xe tăng, bọc thép làm cọc tiêu sống dọn đường. Trên Đông Khê, địch dùng hai đại đội bộ binh thiết giáp giải quanh làng Lũng Phẩy để ứng cứu. Giàn quân xong, địch phát tín hiệu cho xe lên đường. Một tiểu đoàn Lê Dương hộ tống phía trước, giữa và đuôi. Đoàn xe 100 chiếc chia thành nhiều tốp, mỗi tốp 10 xe đi cách nhau cự ly 2 km, xe cách xe 300 m. Địch đã di chuyển 3 chuyến chót lọt, vì thế sẽ chủ quan, khinh thường. Chúng tôi đánh vào lúc chúng quá tự tin là ta không thể đánh được. Ông Việt diễn tả như trận đánh mới bắt đầu. Chúng tôi sử dụng 4 tiểu đoàn bộ binh đánh vận động phục kích, thế nhưng bí mật. Giữ được bí mật là thắng tới 80%. Một đại đội người quê vùng này am hiểu địa hình Khao Pia, ém sát sườn sau và trước đỉnh núi. Trên dãy núi đá phía đông đối diện đỉnh Khao Pia, ta đặt 2 tầng hỏa lực mạnh 70mm. Còn lại, giấu quân dọc rừng để rà quét đoàn xe. Phía Thất Khê, tiểu đoàn Bông Lau 249 khóa đuôi. Phía Đông Khê, tiểu đoàn 23 chặn đầu. Các điểm hỏa lực đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng chưa đặt vũ khí. Khi
khi địch không còn một mảnh ve nghi ngờ gì, thì trung đoàn mới ra lệnh hỏa lực vào vị trí. Ngày 3 tháng 9 năm 1949, địch bắt đầu tung quân. Đúng như bài toán cũ, chỉ khác là thêm mấy chiếc máy bay bà già, quần thảo trinh sát. Địch đã lọt vào trận địa 90 xe, đoàn xe nghiêng ngả trên 6 km, phải sử dụng tù binh khiêng súng đạn chiến lợi phẩm cho ta. Trận này, địch đi 133 xe, bộ đội tiêu diệt gọn 96 xe, bắt 37 xe và 100 tù binh. Vũ khí, quân trang thu được có thể trang bị cho hơn một trung đoàn, ta thương vong 15 người. Hàng chiến lợi phẩm bà con địa phương gom cả tháng trời mới hết. Đây là trận phục kích lớn nhất trên đường số 4, trận đánh ròng rã 3 ngày, thế nhưng chấm dứt gần 3 năm chống chọi với địch. Đường số 4 bị chặt đứt, địch không thể vận chuyển bằng xe cơ giới nên tiếp tế cho cao Bắc Lạng. Cái ống thực quản đường số 4 và tham vọng của giặc Pháp gần như bị cắt lìa. Từ năm 1949 đến năm 1952, các đơn vị do ông quản lý còn đánh thêm 5 trận nữa, trong đó có một trận phá tan 2 vạn tàn quân Quốc dân đảng đang tràn qua biên giới phía Bắc, thu hơn 1 vạn khẩu súng các loại vào tháng 9 năm 1949, tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Khê 2 tháng 9 năm 1950 và quả đấm cuối cùng vào tiểu khu Duyên Hải Bình Liêu tháng 12 năm 1950, nhảy vào hang cọp phá tan hậu phương viễn trình quân Pháp năm 1951, nhổ đồn Mộc Châu trận thắng toàn diện năm 1952. Ông tự hào, nếu trận thắng đường số 4 tiếp năng lượng cho chiến dịch giải phóng biên giới năm 1950, thì năm trận tiếp theo tôi vừa luyện lực lượng, vừa bổ sung nguồn vũ khí vô cùng quý giá cho chiến dịch giải phóng Điện Biên Phủ. Hùng xám đường số 4 đã trở thành biệt danh địch gọi về ông. Một tù binh đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sau này đã trở thành đại tướng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp tên là Marcel Bruno Bizier. Năm 2008, cả hai gặp nhau ở Hà Nội nhờ dẫn đi thăm lại chiến trường đường số 4. Vì năm 1949, Bizier là trung úy, đồn phó đồn Na Sầm, từng chạm trán với ông Việt trên đường số 4 mà giờ mới có dịp gặp lại. Chỉ sau một buổi đi thực địa ở Bông Lau, Lũng Phầy, Bizier đứng nhìn một lúc rồi thốt lên: "Ông đánh thế thì tôi thua là đúng." Ông ta lại nói: "Các ông đánh trận như thần." Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Như chúng ta đã biết, sau nhiều trận đánh quyết liệt dọc theo đường số 4, thực dân Pháp đã không khỏi kiếp vía trước người chỉ huy trẻ tuổi Đặng Văn Việt, tới mức tôn phong ông danh hiệu Hùng xám đường số 4. Dù không được đào tạo qua bất cứ một trường lớp chính quy nào, thế nhưng cứ sau mỗi trận đánh thì ông lại hoàn thiện bộ kỹ năng chỉ huy, để rồi sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ai cũng nghĩ rằng ông sẽ phải trở thành một nhà lãnh đạo toàn quân, phụ tá của tướng Giáp, tướng Thái trong tương lai. Thế nhưng, những biến cố ập tới khiến cuộc đời của ông sau đó tưởng chừng như luôn chìm trong thất vọng. Vậy nhưng, với lòng yêu nước thiết tha, ông vẫn cống hiến hết mình cho đời, đồng thời trao gửi niềm tin vào những người đồng đội xưa, nay đã trở thành những nhà lãnh đạo quân sự của đất nước. Cùng thế hệ những người lính Cụ Hồ mới sẽ tiếp tục làm nên những kỳ tích trước những kẻ thù xâm lược mới, hùng mạnh và ngoan cố hơn. Trận đánh cuối cùng. Át hẳn, nhiều bạn sẽ vô cùng bất ngờ khi biết được rằng trận đánh cuối cùng trong cuộc đời binh nghiệp của ông không phải là trận Điện Biên Phủ. Đó là trận công đồn Mộc Châu vào tháng 11 năm 1952. Trận đó, Đặng Văn Việt vẫn trong vai trò trung đoàn trưởng của trung đoàn 174, sau này là sư đoàn 316. Phân khu Mộc Châu có một vị trí rất đặc biệt, nằm giữa quân khu Tây Bắc, dưới Sơn La, trên Hòa Bình, án ngữ trục quốc độ số 6 và ngã ba Pa Háng để sang Lào. Đồn Mộc Châu là hệ thống phòng thủ của Pháp với bố cục đặc biệt khi nằm trên một núi đá Tai Mèo có chiều dài 500m, vách đứng thành vại và được bố trí tới gần 100 hỏa điểm cố định thay cho lô cốt, 2 vạn quả mìn, 2.000 tấn dây thép gai các tầng lớp, v.v. Ban ngày, leo lên được núi đã khó, chưa nói gì tới ban đêm. Trên đỉnh núi thì địa hình được san phẳng để làm đài quan sát, đặt trung tâm hỏa lực, thông tin và chỉ huy. Ngoài đồn chính, địch còn bố trí 2 trạm tiền tiêu, mỗi trạm là một tiểu đội là bom lót và bom thơm. Đồn Mộc Châu khi đó như một con nhím khổng lồ, húc vào nguy cơ chỉ có chết. Phải tận sau này, danh hiệu này mới bị Điện Biên Phủ xoán ngôi. Đồn có một tiểu đoàn lính Thái, một đại đội biệt kích, quân số chừng 450 tên, được trang bị 2 đại bác 94 ly, 2 cối 81 ly, trọng liên 20 ly, 2 khẩu đại liên và 27 khẩu trung liên.
Trong số gần 100 hỏa điểm thì mỗi hỏa điểm bố trí từ 2 tới 3 người có dự trữ đủ đạn dược, lương thực để chiến đấu kéo dài. Ngoài ra, địch chất dây thép gai thành 4 lớp bùng nhùng để không thể phá được bằng bộc phá. Mìn thì được gài khắp nơi, trên các nẻo đường, trong vườn rau và cả trên những lớp dây thép gai. Lương thực được chúng tập trung thành 4 nhà kho lớn và phát thóc, gạo cho dân từ 2 đến 3 ngày một lần. Mục đích là để cho dân không có lương thực dự trữ tiếp tế cho Việt Minh. Bộ Tổng Tư lệnh chủ trương mở chiến dịch Tây Bắc với mục đích tiêu diệt một bộ phận sinh lực của địch, giải phóng vùng Tây Bắc rộng lớn, thì trận Mộc Châu được coi là trận then chốt. Nếu Mộc Châu không bị tiêu diệt thì coi như cả chiến dịch bế tắc, đường số 6 không thể bị khống chế. Nếu thế trận của địch vẫn vững chắc thì chưa biết khi nào chúng ta mới giải phóng được Tây Bắc. Nếu ta không làm chủ được Mộc Châu thì hàng trăm xe vận tải chở đầy gạo đang chờ ở Hòa Bình lên tiếp tế cho hàng vạn quân dân sẽ bị chặn lại, và 15 ngày lương trên vai từng cán bộ, chiến sĩ, dân công sẽ cạn kiệt. Trước tình hình đó thì Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt đã có một quán triệt vô cùng táo bạo là cưỡi lên đầu hổ, đánh từ nóc nhà đánh xuống. Trung đoàn 174 được giao nhiệm vụ làm một mũi tiến công vào Tây Bắc từ hướng Yên Bái, đặc biệt là công đồn Mộc Châu. Cụ thể, phía Việt Minh lúc đó, lực lượng gồm có Trung đoàn 174 được phối thuộc thêm tiểu đoàn 215, 439 của Trung đoàn 98 và tiểu đoàn 888 của Trung đoàn 176. Ngoài ra, có thêm một đại đội pháo 75 ly, một đại đội cối 120 ly, tất cả nằm dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt. Quyết tâm đặt ra là phải nhổ cho kỳ được Mộc Châu. 23 giờ ngày 19 tháng 11 năm 1952, từ trung tâm chỉ huy, Trung đoàn trưởng Việt hạ lệnh nổ súng bắt đầu trận đánh. Tất cả hỏa lực của trung đoàn dồn dập bắn theo hướng chính lên đỉnh đồi. Hàng rào dây thép gai và mìn nổ tung trời. Các bộc phá viên tranh thủ thời cơ xông lên mở đường cho bộ binh xung phong. Ngay từ những phút đầu, D-215 đã tiêu diệt được hai trạm bom lót và bom thơm, lợi dụng vị trí cao, bố trí hỏa lực và bắn vào đồn lớn. Ngay sau đó thì đại đội 1 của D-249 cũng xông thẳng lên chiếm lĩnh đỉnh núi. Đại đội trưởng cầm đèn pin quay mấy vòng báo hiệu cho sở chỉ huy. Trung đoàn trưởng Việt ra lệnh xung phong đại đội số 2 và số 3 lên thẳng vị trí đồn, bao vây trọng điểm này. Quan 3 đồn trưởng Vincent bị bắt sống, địch chống cự quyết liệt. Từ các hỏa điểm, đạn bắn ra như mưa, con nhím đồn Mộc Châu đang xù lông tua tủa với hàng trăm ngàn mũi gai nhọn. Vào thời điểm này, tiểu đoàn 249 đã cưỡi lên lưng hổ, không thể nào xuống được nữa. Thế nên, lần theo các khe núi, tua xuống từng lô cốt và gọi hàng địch. Một số tên địch hoảng sợ, định vừa rào thoát ra khỏi đồn, thì dính vào chính bẫy mìn của bọn chúng để lại. 12 tên đã phơi xác trên hàng rào thép gai. Về phía ta, cũng có nhiều đồng chí ngã xuống. Tiểu đoàn phó tiểu đoàn 249, Khái Tâm đang nấp dưới bờ ruộng, chỉ nhô đầu lên quan sát có mấy giây cũng đã hứng chọn một băng liên thanh và hy sinh. Đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 11 năm 1952, trận đánh kết thúc. Quân ta đã toàn thắng, 450 tên địch bị chết và bắt sống không sót một tên. Ta thu toàn bộ trang bị, vũ khí của địch. Thế nhưng, đúng như dự đoán, 9 giờ sáng, 3 chiếc máy bay B-26 của địch từ Hà Nội lượn lên dội bom, kho thóc và nhà cửa cháy ngùn ngụt. Rất may, do lường trước được tình huống này nên bộ đội của ta đã sơ tán người dân đến địa điểm trú an toàn. Trong trận này, chúng ta thương vong 53 đồng chí. Ngay sau trận đánh, hàng trăm xe vận tải chở đầy áp gạo từ rừng Hòa Bình đã đổ lên Tây Bắc, tiếp tế kịp thời cho hàng vạn dân công và bộ đội đang áp sát đường số 6 bị cạn dần lương thực. Mộc Châu, một vị trí kiên cố bậc nhất của vùng Tây Bắc, đã thất thủ. Các đồn bốt khác nghe tin thì hốt hoảng, run sợ, một số bỏ chạy như Yên Châu, Hát Lót, Cò Nòi, vân vân. Lợi dụng tình thế, các đơn vị chủ lực của ta thừa thắng xông lên giải phóng Sơn La, Thuận Châu, Trường Đông và sau này là Điện Biên Phủ. Những năm 1953, ông được trên trao quyết định sang Trung Quốc để nâng cao trình độ, không được tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là một tiếc nuối lớn trong đời chiến binh của ông. Thất tình. Làm bất cứ một điều gì cũng phải chấp nhận những đánh đổi, nhiều khi là nghiệt ngã mà vẫn phải chấp nhận. Hùng xám đường số 4 cũng phải chấp nhận những điều đó. Ngay sau khi cách mạng tháng 8 nổ ra, vì chỉ hướng khác nhau, ông buộc phải để cho người vợ của mình rất áo ra đi.
với bản lý lịch là con nhà vọng tộc, học ở trường cao cấp ở Huế, trường Y Hà Nội, học giỏi, đẹp trai, lại đa tài. Ông Việt có thể nói là một chàng trai mà nhiều cô gái đem lòng thầm thương trộm nhớ. Người yêu của ông sau này trở thành vợ là một cô gái xinh đẹp, con gái của quan thượng thư bộ công Triều Nguyễn. Hai gia đình môn đăng hộ đối và là bạn tâm giao nhiều năm. Và rồi, còn chưa kịp động phòng thì chỉ 3 ngày sau khi cưới, ông phải lên đường đi chiến đấu, bỏ cô ấy ở nhà. Trong khi ông trở thành trung đoàn trưởng bộ binh chủ lực, chỉ huy hơn 5.000 quân ở biên giới, thì bông hoa lan ấy chỉ một thời gian ngắn sau thời điểm mà Đặng Văn Việt hành quân lên chiến trường Đông Bắc, đã có chủ khác. Cô ấy ở nhà đi theo sự lựa chọn khác của mình, nhanh chóng, bất ngờ và bật vô âm tín. Câu chuyện tình nhiều uẩn khúc này mãi về sau mới được ông Việt kể lại khi đã về già và những nỗi niềm đã vơi đi rất nhiều. Cả hai, ngoài những điều không hợp nhau về tính cách, thì còn một thứ đã khiến hai người phải chia cách nhau mãi mãi là người mà ông lấy làm vợ không muốn có con. Mối tình đầu như vết dao cứa vào tim, như xé lòng xé ruột ra. Đến bây giờ cũng đã hơn 70 năm rồi mà tôi không sao quên được. Cuộc đời tôi chinh chiến 15 năm, đánh hơn 100 trận, bị thương 5 lần, 30 lần chết hụt, chứng kiến bao cảnh máu đổ đầu rơi. Bản thân gia đình cũng điêu đứng oan khiên, thế nhưng vẫn rất đau khi mất người yêu. Tình yêu là thứ không lý giải được. Nay tôi 100 tuổi, nói chuyện tình yêu thì nghe phi lý, thế nhưng sự thực là có nỗi đau đi theo trọn đời, thậm chí theo sang cả kiếp khác. Ông Trần Tình. Có thể nói, cuộc đời của Đặng Văn Việt như một bản hòa thanh với cả những nốt trầm và những nốt bổng, những khúc hào hùng và cả những đoạn bi tráng, những nỗi oan khiên. Trái ngang trên đường công danh. Thế nhưng, trái ngang đối với ông vẫn chưa phải là hết. Ngày 19 tháng 12 năm 1953, luật cải cách ruộng đất được thông qua. Đầu năm 1954, gia đình của ông đã trở thành nạn nhân của cuộc đấu tố. Cha ông là cụ Đặng Văn Hướng bị đội giảm tô đấu tố tại quê nhà, mặc dù chưa có lệnh nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh bãi miễn chức. Khi ấy thì cụ đang đương chức là quốc vụ khanh đặc trách công tác ở ba tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh trong chính phủ Hồ Chí Minh. Gia đình của ông ly tán khắp nơi. Lúc bấy giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chuyển lệnh cho địa phương không được đấu tố cụ Đặng Văn Hướng, thế nhưng không kịp. Sự việc này đã được chính ông Đặng Văn Việt trả lời phỏng vấn nhà báo Pháp Dominique de Miscau ngày 5 tháng 3 năm 2009. Sau sự kiện này, bản thân ông được điều sang Trung Quốc làm trưởng phòng huấn luyện của trưởng lục quân Việt Nam. Dẫu vậy thì ông vẫn bình an. Sau khi Bắc Vĩ tuyến 17 được giải phóng vào năm 1954, Đặng Văn Việt được phân công giảng dạy ở trường lục quân Việt Nam, ngày nay là trường sĩ quan lục quân 1, Đại học Trần Quốc Tuấn. Năm 1958, quân đội ta chính thức áp dụng hệ thống phong quân hàm cho lực lượng vũ trang. Theo đó, quân hàm truy lĩnh của ông là trung tá, tương đương với cấp bậc năm 1947 khi ông làm trung đoàn trưởng của trung đoàn 28 Lạng Sơn. Năm 1960, ông xuất ngũ và được điều sang làm cục phó cục vật liệu xây dựng, rồi cục phó cục xây dựng cơ bản thuộc ngành thủy sản đến khi nghỉ hưu. Ở tuổi 40, thế nhưng ông vẫn thi đỗ vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp kỹ sư. Năm 1975, ông bất ngờ nghe thông báo về hưu sớm. Hồi đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng biết chuyện nên giao Bộ Thủy sản hủy quyết định nghỉ hưu non của ông. Dù vậy, vì đã có quyết định của riêng mình, ông vẫn chấp nhận rút ra khỏi ngành. Sau khi về hưu non, cuộc sống của ông có lúc lao đao tới mức phải đạp xe đưa bánh kẹo kiếm sống. Tuy nhiên, với tính cách lạc quan và cộng với nền tảng giáo dục của gia đình, ông có tinh thần học tập và phát triển kiến thức rất tốt. Ông nói thành thạo tiếng Pháp, tiếng Anh và đọc được cả hai cổ ngữ là chữ Latin và chữ Hy Lạp cổ. Nhắc tới chuyện chuyển ngành trái nghề, ông thường kể lại rằng bạn cùng thời ở trường thanh niên tiền tuyến Huế có 43 người thì 5 người hy sinh, 30 người chuyển khỏi quân đội, còn lại 8 người thì đều trở thành tướng, trong đó có một trung tướng, 7 thiếu tướng. Ông Đặng Văn Việt ở trong top cấp tá chuyển ngành. Biết được câu chuyện có phần oan khiên của ông và việc ông chưa được phong là anh hùng, nhiều cấp dưới và thậm chí là đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phải viết kiến nghị lên chính phủ để xin thay cho ông. Năm 2009, đại tướng Võ Nguyên Giáp có thư gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương với nội dung là cần xem xét lại vai trò của cụ Đặng Văn Hướng và đồng chí Đặng Văn Việt.
cả hai người đều là những cá nhân đóng góp xuất sắc cho cách mạng và độc lập. Anh hùng La Văn Cầu, cấp dưới của ông, khi biết tình cảnh của sếp đã phải thốt lên: "Nếu tôi được phong anh hùng một lần thì tôi nghĩ thủ trưởng Việt phải được phong nhiều lần." Vinh quang cho người lính già. Vượt qua nghịch cảnh, từ năm 1985, ông bắt đầu viết sách và cho ra nhiều tác phẩm có giá trị rất lớn. Do từng là một trong những sĩ quan cao cấp thời kỳ đầu và từng có thời gian gắn bó với chiến trường đầu số 4, ông đã viết và dịch ra nhiều hồi ký liên quan tới con đường lịch sử này. Đặc biệt là với hồi ký Đường số 4 rực lửa, ông đã được tặng giải thưởng cao nhất của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam vào năm 1999. Hồi ký được chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp đích thân viết lời tựa và Đại tướng Hoàng Văn Thái viết lời giới thiệu. Một số tác phẩm của mình được ông dịch ngược ra tiếng Pháp và tiếng Anh để giới thiệu ra quốc tế. Ngoài ra, ông còn tham gia dịch và thẩm định một số tác phẩm của các tác giả nước ngoài. Ông cũng được các tướng lĩnh cao cấp của quân đội hết lời ca ngợi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng đánh giá: "Ở Việt, về tài và đức là điều không cần bàn đến. Sáng tạo về quân sự, vững vàng về chính trị, khả năng thể hiện trong văn học thật dồi dào." Đại tướng Chu Huy Mân đánh giá: "Tôi kính trọng và hiểu Đặng Văn Việt. Đây là một nhà chỉ huy đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, trong quan hệ với đồng đội. Tôi xác nhận điều này vì khi Việt giữ chức trung đoàn trưởng thì tôi là chính trị viên trung đoàn 174. Đại tướng Lê Trọng Tấn cũng nhận xét: "Anh Đặng Văn Việt luôn nhanh chóng tìm ra những cách đánh sáng tạo, thích hợp với thực tiễn chiến trường của trận đánh và của chiến dịch. Quyết định đánh Đông Khê trước khi nổ ra chiến dịch biên giới là một quyết định đầy trí tuệ và đầy tinh thần trách nhiệm. Đặng Văn Việt là một quân nhân cách mạng, suốt cuộc đời có quá nhiều bão táp, thế nhưng lúc nào cũng tươi cười và sáng tạo trong khi còn nhiều thiếu thốn." Đại tướng Văn Tiến Dũng chia sẻ: "Khi tôi ở Cục Chính trị, hồi đầu thời kỳ chống Pháp, tôi đã được biết tài và đức của anh Việt. Anh Việt nhẫn nại lắm, vững vàng lắm. Anh Việt giỏi lý luận, giỏi chỉ huy, thật đáng kính." Thượng tướng Hoàng Minh Thảo nhận xét: "Đặng Văn Việt là nhà chỉ huy có tầm quốc gia. Mặc dù anh chỉ là trung tá, anh có tầm quốc gia bởi vì anh rất giỏi phân tích thực tiễn chiến trường và biết đưa ra những quyết định sáng suốt, làm giảm xương máu và giảm sự hy sinh của chiến sĩ. Anh Việt còn là nhà lý luận cừ khôi của quân đội cách mạng." Thiếu tướng Cao Pha tâm sự: "Đường số 4 như một tấm huân chương gắn lên ngực Đặng Văn Việt để xác nhận Việt đánh giặc giỏi, ít tốn xương máu của chiến sĩ. Tinh thần cao thượng, tấm gương sáng của Việt làm cho tôi và nhiều đồng đội xúc động tận đáy lòng." Có lẽ hiếm có nhân vật nào chỉ mang quân hàm trung tá mà lại được nhiều danh tướng lẫy lừng như vậy nể trọng. Còn đối với các cấp dưới, dẫu sau này nhiều người đều lên làm tướng, làm tá, đều là những chỉ huy kỳ cựu của quân đội nhân dân Việt Nam, đến khi gặp ông, một trung tá, họ vẫn phải nghiêng mình cúi chào. Không ít lần, nhiều cán bộ trẻ đã phải bất ngờ khi thấy các tướng tá của đơn vị mình vô cùng hân hoan khi được nhận hoa, lời khen, lời chúc và bắt tay với một trung tá. Bất ngờ nhất là phải kể tới lần anh hùng La Văn Cầu, khi đó đường đường là một đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lại kho mình nhận hoa trước vị trung tá già Đặng Văn Việt. Đối thủ cũng phải kiêng nể. Không chỉ các tướng lĩnh, đồng đội của ông Việt bày tỏ lòng yêu quý và kính nể đối với ông, mà ngay cả những tướng tá Pháp cũng phải khâm phục người trung tá thâm niên này. Tướng Marcel Bizier, nguyên đại tướng, bộ trưởng quốc phòng Pháp, khi xưa là trung úy phó, chỉ huy phân khu Na Sầm và sau là thiếu tá, tù binh ta ở Điện Biên Phủ. Vào năm 1998, trong buổi hội ngộ với người lính giả bên kia chiến tuyến, Bizier đã từng nói: "Chúng tôi là những cựu binh Pháp đã chiến đấu tại đường số 4 hay tại một số mặt trận ở Đông Dương, đều xin kính chào ngài, người chiến thắng tại đường số 4. Một người chỉ huy chiến trận không ai chê trách được, người mà chúng tôi phải kính nể." Trong thư gửi Đặng Văn Việt, đại tá Charles de Pirey viết rằng: "Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên khi khám phá ra kẻ đối địch nguy hiểm nhất, kẻ đã làm chúng tôi thất điên bát đảo trên đường số 4 này lại là một thanh niên chưa đầy 30 tuổi, người chỉ huy các lực lượng vũ trang Việt binh trên một vùng chiến lược quan trọng, đó là trung đoàn trưởng của trung đoàn nổi tiếng 174, trung tá Đặng Văn Việt." Thậm chí, các tướng lĩnh Pháp, dù già hay trẻ, khi gặp ông đều phải kính ông một bậc, tôn ông như sếp, còn mình
thì chỉ dám nhận phận cấp dưới. Hay tin hùm giám đường số 4 Đặng Văn Việt qua đời vào lúc 0 giờ 55 phút ngày 25 tháng 9 năm 2021. Nhà báo Louis Raymond, người đang dự định hoàn thành bộ phim tài liệu về hùm xám đường số 4, vô cùng xúc động và nói: Việt Nam đã mất đi một người anh hùng. Gọi ông là vị tướng không sao, thế nhưng Louis Raymond nhận định trong trái tim của những người biết về Trung tá Đặng Văn Việt, ông có tất cả vinh dự trên thế giới. Đặng Văn Việt, con hùm xám đường số 4, đệ tứ lộ đại vương, vị tướng không sao, người anh hùng với cuộc đời gian truân, đã từ trần. Ông đã tạm biệt cuộc đời và để lại đây những chiến công oanh liệt và cả những bi ai trong cuộc đời của một chiến tướng cho hậu thế. Ông đã về với Bác Hồ, Bác Giáp, về với hổ tướng Lê Trọng Tấn, người bạn chiến đấu lẫy lừng của mình. Cuộc đời của ông như một bản hòa thanh tuyệt vời với những nốt trầm và những nốt bổng. Bản hòa thanh ấy có cả những khúc hào hùng và cả những đoạn bi tráng. Ông đã từng đạt được những chiến công lẫy lừng khi mà chưa có ai đạt được và cũng phải chịu những nỗi đau oan khiên mà không ai phải chịu đựng. Nhưng sau tất cả là một trái tim nhiệt huyết, một tấm lòng yêu nước và một khí chất tuyệt vời của bậc trượng phu. Trái tim ấy đã ngừng đập vào hồi 0 giờ 55 phút ngày 25 tháng 9 năm 2021 tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội. Cuộc đời của ông như một cuốn tiểu thuyết, một chàng công tử con quan thượng thư sẵn sàng từ bỏ cuộc sống xa hoa để theo cách mạng và sau đó lập nên những chiến công huy hoàng trong sự nghiệp cầm quân và trở thành một trong hai vị trung đoàn trưởng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vẻ đẹp và sự quý phái ấy cùng với khí chất của bậc trượng phu đã tạo nên một Đặng Văn Việt, một con người phi thường và một cuộc đời phi thường. Hiếm có ai ở độ tuổi 92 mà vẫn phóng xe máy, vẫn uống bia hơi, vẫn chơi tennis và vẫn có một sức hút khó cưỡng cho những ai đã từng gặp và trò chuyện với ông. Thật đáng tiếc khi chưa từng được gặp ông và cái giấc mơ được trò chuyện với ông cho những dự án trong tương lai đã không còn có thể thực hiện được. Thế nhưng, vẫn xin dành hết tâm huyết của mình để dành tặng ông và những người theo dõi Better Cry 2 video này. Xin chào và hẹn gặp lại! Like và tương tác của chúng mình trên Facebook tại fanpage Better Cry Người Kể Sử. Đường link mình có gắn phần mô tả và top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battle Cry Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị thế giới vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn thích những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thương Trường Ký Chuyện nhé. Đây là dự án mới nhất của team mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.